Ninh Bình, Hạ Long trên cạn, những thắng cảnh làm say đắm lòng người. Cái nôi của những làng nghề thủ công truyền thống, những món ăn dân dã đã đi vào huyền thoại. Hãy đón xem tập 3 Ninh Bình những kỳ quan tự nhiên, phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 18 tháng giêng năm 2013 trên kênh HTV9.